mình đang ngồi ngồi uống nước các bạn. Nói chung cũng chuẩn bị quay quay giáo, tự nhiên nó phóng đứa ngồi đây, đứa ngồi ở đây. Tiếc không? Không ai là kêu nó lên đây, tự phóng lên luôn. Nãy ngồi đùa mình luôn các bạn. Nè, đất cái quần cũng dưới đất nè. Rồi mời các bạn uống nước đá. Nhà mình thì có nước đá thôi. Bích bích hợp tiếu không? Cưng, trời ơi, mỗi lần về là nó bây giờ là nó chiếm lĩnh thị trường rồi, nó không cho đứa nào mà lại gần á. Nó nói chỉ có mình là cha nó thôi, còn mấy đứa kia là không có cửa. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Giờ bắt thơm ngon lành. Đó, dàn kem thì dàn cam với mẹ mật với thằng ròm nó bị trời lạnh, nó bệnh hổm rày các bạn, chích với uống lung tung tung. Wow. Thôi trèo gì đâu mà chạy người, trèo gì đâu mà chạy người tự lười ấy. Ừ. Hả? Nhẹ. Yeah. À, tự nhiên lên ngồi cái bàn chơi vậy đó. Dàn kem thì ho khan cái mình chở đi, mình tưởng đâu nó bị hóc xương. La làng sớm là thằng lúc quê Ruby đó các bạn. Thôi xin chào các bạn. Trời nắng phơi nắng đây. Đó, mùa này bông mai trổ lẹt xẹt lẹt xẹt. Đó, còn cái này mình buồn buồn mình suốt lá cho nó trổ hết luôn các bạn. Cho các bạn nhìn cái bông mai nhớ Tết. Tết tới rồi, Tết tới rồi mọi người ơi. À, cũng mới cho ăn các bạn, cái giá còn nè. Thao coi cơm còn ở thân nè. Đây là cô bả à. Ở trong chuồng cho khỏe, ra ngoài đường chi. Nghe mà tiếng thất thanh quá, thả là nè. Ra luôn cô. Đó, ở đâu cũng có hệ thống nước đó, để tắm vừa uống. Mua thêm mấy cái xô nữa.
bánh quán mà sủa thấy ghê không? Ha ha, là cho sủa cho nó phổi nó căng lên nó khỏe các bạn. Đây mai bông tổ từ lưa rồi đây các bạn ơi, Tết tới rồi, Tết tới rồi mà tụi nhỏ thì càng ngày càng lớn càng ăn nhiều rồi càng bệnh nữa chứ. Ôi mình lo toan đủ thứ chuyện nên chú Bi tiếng sủa nó thằng giống giống mấy chú người lớn rồi. Đây mẹ mặt, đây mẹ mặt cũng bị cảm luôn, bị viêm phổi luôn, cũng qua đi chích luôn, sáng uống thuốc luôn. Gì không mà bệnh từ lưa rầu muốn chết, rầu lắm các bạn. Đi làm ban đêm ban hôm á mà trong đứng trong ngồi sợ ở nhà có chuyện gì không, lạnh lẽo bệnh tật. Mình còn không lo nổi tụi nó ăn uống đây, định chi giờ tới làm cái nhà cho nó đẹp, cái sân còn rong rêu quá chừng. Nhưng mà cũng vui các bạn, mỗi lần về là tụi nó mừng mình à. Nói chung là mình không có bạn bè ở ngoài xã hội các bạn, làm như bị trầm cảm hay là bị gì á, mình cũng không rành. Ngày xưa mình rất nhiều bạn rồi, có đặt niềm tin cho người ta hết đó các bạn. Cái giờ bị hụt hẳn cái, nó bị tự động mình tự cô lập mình luôn à, không muốn giao tiếp với ai hết á. Nó làm gì đây? Kiếm cái vẻ là đây hả? Đây tặng các bạn một cái bông đẹp nữa đây. Đây tặng các bạn một cái bông đẹp nữa đó. Còn đây là cái bông màu tít nhỏ chiếu chiêu à. Đây làm gì nguyên bày đây. À, cô Húc Kiên nhà ta hôm nay trắng trẻo đẹp gái là đây. Nhìn thấy cưng không các bạn? Mà ngoài cái gì cưng đó thì mình cũng phải làm đủ thứ chuyện để cho nó đẹp vậy, thì muốn đẹp vậy mình phải chăm sóc đủ thứ các bạn. Trời ông này khọt khọt tôi sợ quá. Tôi thấy đứa nào mà khọt khọt là tôi sợ à. Sao mà chích ngừa cũng đủ thứ kiểu hết mà xanh cũng kỳ, mình không hiểu luôn. Rồi cô bà, rồi cô bà phóc trắng à. Gái mày chăn trai vậy tiếu. Ê, tập vở của tôi, tập vở của tôi ăn đâu được. Tập vở để tôi ghi này kia, tên này tên kia đó. Thôi, ông ơi. Nhìn cái mặt ông tôi tiếu quá rồi nha. Cái bữa hổm các bạn không nhớ cái điện thoại mình nó cắn là làm ba làm bốn luôn các bạn, nó cắn nó nhai luôn. Đây làm gì? Mình đi dọn bãi ở đây làm gì? Thằng lên đây, thằng đó phóng lên đó nữa nè. Đây là cái sân của tụi nó các bạn, chứ không phải sân của mình. Mình là dặn như làm công của tụi nó thà. Cưng quá à, cưng quá à. Nè, có các bạn mặc gì cưng không? Mặc gì cưng không? Mặc gì cưng không? Mặc gì cưng không các bạn? Phải nắng ở đây cho tôi tốt cơ thể, có sinh tố đề
chắc xương. Chứ mà cái mùa lạnh này cần phải nắng nhiều càng tốt. Thôi nước của cha uống, nước con đằng đẳng kìa. Con một thùng nước đẳng kìa. Thôi xin chào cô tôi đây các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.